Vợ cũ bằng Kiều tiết lộ Phi Nhung đã trở nặng, bác sĩ nói với con gái nên chuẩn bị tinh thần. Bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần đi là mình cũng biết rồi, TC Phương Trinh suy sụp khi nhắc đến Phi Nhung. Ngày 23 tháng 9, Cam Thơ đã đăng clip trò chuyện cùng ca sĩ TC Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều, và tiết lộ thông tin gây xót xa liên quan đến tình hình điều trị Covid của Phi Nhung. TC Phương Trinh cho biết cô buồn bã thất thần suốt cả ngày vì nhận tin từ Wendy Phạm, con gái ruột của Phi Nhung đang sống ở Mỹ. Trong clip, Phương Trinh nghẹn ngào nói: "Sáng nay, tôi nhận được một tin khá buồn từ Wendy, con gái Phi Nhung. Con bé bảo tôi rằng tình trạng sức khỏe của Phi Nhung đang trở nặng. Bác sĩ nói với con gái Phi Nhung rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Nguyên một ngày, người tôi cứ bần thần, không làm được gì hết. Cứ mỗi lần nghĩ đến Phi Nhung, nước mắt tôi lại ướt đẫm, lông mi rớt ra, phải gắng lại 2-3 lần. Bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần đi là mình cũng biết rồi. Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, nhưng có chuẩn bị cỡ nào đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi nỗi buồn. Tôi chỉ đang mong chờ một phép lạ nào đó xảy ra thôi. Từ hôm nọ đến nay, tôi liên tục cầu nguyện và đi làm thiện nguyện cho Phi Nhung. Đồng thời, trong lúc tâm sự với Cam Thơ, vợ cũ Bằng Kiều không né được đau lòng khi nhắc đến có con nuôi của Phi Nhung đang cầu cứu và chờ tin mẹ từng ngày. Hôm qua tôi được một người bạn gửi một clip cái con nuôi Phi Nhung, thì nó vừa khóc vừa nói: "Cô ơi, cứu mẹ con đi, giúp mẹ con để mẹ con trở về với tụi con." Tôi nghe mà không biết phải làm gì. Tôi bó tay, tôi thấy cảnh các con không kềm lòng được, tôi khóc đến mức hôm nay đã mắt sưng lên rồi. Lúc tôi xem thấy clip đó, tôi ước gì mình có đôi cánh để bay về Việt Nam ôm các con vào lòng an ủi tụi nó. Các bé đã mồ côi mẹ một lần rồi, nếu Phi Nhung có mệnh hệ gì thì các con phải mồ côi thêm lần nữa. Thế là mồ côi 2 lần trong cuộc đời. Nhắc đến Phi Nhung, Tracy Phương Trinh vô cùng đau lòng. Phi Nhung còn quá trẻ, cô ấy còn nhiều hoài bão, mong muốn cần phải làm. Tôi cầu nguyện và làm hết những gì bản thân có thể. Tất nhiên còn nước còn tát, chúng ta không nên bi quan. Nhưng mà là con người mà, khi nghe những thông tin thế này thì không thể che được đau buồn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.